xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và các bạn khán giả. Em tên là Hoàng Ngọc Phong, giờ em 25 tuổi. Hiện tại em đang làm nhân viên kinh doanh ở công ty phụ tùng xe máy, quê em ở Thanh Hóa. Bạn vào Nam lâu chưa? Dạ em vào 7 năm ạ. 7 năm, bạn ở quận nào? Em ở quận Tân Phú. Rồi bạn nữ giới thiệu về mình. Dạ em xin chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào bạn nam bên kia rèm. Em tên là Nguyễn Vũ Ái Nhã, đến từ Bình Định. Hiện em đang làm nhân viên kinh doanh. Mình vào đây lâu chưa? Khoảng 7 năm rồi ạ. 7 năm rồi ha. Mình giới thiệu về mình chút xíu đi, những cái điểm mạnh và những cái nhược điểm của mình là gì? Em thì tự nhận mình là một cô gái cũng năng động á, vui vẻ, đặc biệt là em cũng thích nhảy nhót. Những cái nhược điểm của mình là gì? Em thì hơi thấy mình cũng hơi chậm chạp á, tắm lâu. Cái gì lâu? Tắm lâu cỡ 20 phút quá chị. Làm gì ở trong? Muốn xua tùm lum hết chị. Chị tắm có 3 phút hà. Em thấy có người tắm lâu hơn em nữa chị, em cũng chưa phải là người tắm lâu nhất. Thắc mắc lắm anh Linh, vô đứng 20 phút là làm gì? 20 phút là nhanh á. Không phải, tại vì mình đồng hồ là chuyện bình thường. Nói mình xả nước xong cái mình thoa xà bông xong mình xả nước là ra rồi. Còn đứng ở trọng là phải làm cái gì đó. Nó mới 20 phút không có gì. Dân Bình Định vậy là vô buồn tắm đi quyền trọng hả? Dạ không chị. Thôi đâu tắm nhanh nhanh đi, tắm lâu quá mất thời gian quá em ơi. Tính vậy ra cuộc đời mình tắm hết bao nhiêu thời gian rồi. Không có, khi em cũng tự động tự nhiên đang tắm thì hát không tự phiêu tự nhảy luôn nha chị. Nhảy luôn. Trời ơi. Rồi còn gì nữa không? Cuồng chó lắm chị. Ví dụ đi xe ngoài đường mà thấy mấy cái xe mấy anh chị khác chở chó rồi đi theo. Trời ơi dễ thương quá, đáng yêu quá. Em ráng chạy theo để em nhìn chó vậy á chị. Trời ơi, đang chạy xe ngoài đường mà cũng đi theo chó vậy. Chó vậy đó hả? Có khi nào thấy cái anh nào giống như chó nhưng mà mình chạy theo chưa? Dạ không, dù lâu 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 thấy trai đẹp mà đi cùng đường thì chắc cũng chạy theo luôn, ngắm luôn á chị. Như trai đẹp cũng ngang hàng với chó thôi hả? Bây giờ không có trai đẹp, bây giờ phải quay qua yêu chó thôi chị. Bạn trai của bạn gái kia nói chuyện gì em cảm nhận thế nào? Ấn tượng lắm ạ. Ấn tượng đúng không? Dạ, thấy chó em thích mèo. Mèo hả? Có lúc em nuôi 10 con mèo anh. Không, anh này gặp tin lạ đó. Có giờ đi đường thấy mèo chạy theo không? Cũng có đôi lúc ạ. Vậy là thích mèo hay thích gái? Không, cái đó thì cũng ngang bằng. Ngang bằng. Cặp này cũng xứng. Thôi mình nói chuyện về tình yêu chút xíu đi các bạn. Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ thì nói thật với anh luôn thì không giấu giếm gì hết á. Em đây thì... không có giấu giếm, nói thẳng hết. Chính thức là 4. 4. Nhưng mà chưa có mối tình nào mà qua 6 tháng. Bạn có tìm ra một nguyên nhân nào chưa? Nguyên nhân cũng tại vì lúc đó thì em trẻ quá, chưa suy nghĩ chín chắn được. Nhưng bây giờ thì cũng lâu rồi, em cũng muốn có một mối tình mà nó gọi là nó bền vững chút xíu để mấy đi tháng? Tới 6 tháng rưỡi. có thể là chọn đời. Đó, ta phải rút kinh nghiệm từ những mối tình đó để bù đắp cho mối tình sắp tới đây ha. Nhưng mà bạn nam có ưu điểm khuyết điểm gì không? Tại mình nghe nào cũng chưa tới 6 tháng thì mình hơi lo. Dạ, ưu điểm của em là em ăn nhiều lắm. Cái lần em ăn tới 2 lon gạo nấu. 2 lon. Nên giờ mới vậy này. Anh ăn có nửa lon mà sao cũng bự dữ vậy ta? 2 lon là nhiều lắm á. Em thì em biết hát hò, biết làm thơ. Đâu thử làm vài câu thơ tặng bạn gái thử coi. Thì hôm qua em có ngồi ngẫm nghĩ, em viết bài thơ em ghi đây. Em gửi tới anh Quyền Linh, chị Cát Tường và các bạn khán giả và bạn gái mình đây nha. Dạ, em cảm ơn ạ. Gặp được nhau sau tấm màn chi kỷ, thổn thức con tim phải tìm phải mượn. Mượn Quyền Linh sơ duyên ta hạnh phúc, mượn Cát Tường dẫn lối cho đôi bên. Mượn quay phim ghi hình ảnh đẹp nhất, mượn chủ nhật phát sóng tình đôi ta. Mượn nụ hoa gửi trăm niềm thương nhớ, mượn con thuyền chở triệu triệu giấc mơ, mượn sóng vỗ ngập tràn tỷ yêu thương. Quá khiếu lắm. Nhắc chỗ là mượn cái gì cũng được, nhưng đừng mượn tiền là được nha. Sao em cảm nhận bài thơ ảnh tặng cho em như thế nào? Dạ cũng lãng mạn, cũng dễ thương chị. Em cũng tiếp người thuộc người lãng mạn á. Coi mình có tấm lòng mình bộc lộ ra thì kiểu lãng mạn thì em cũng bạn thích. Trai có lãng mạn không em? Dạ có chị. Bạn nữ mình có đặt ra một cái chuẩn bạn trai mình mong muốn tìm kiếm là như thế nào không? Dạ ngoại hình là em thích bạn nam cao trên 1m7. Bên kia cao nhiêu? 1m71 chị ạ. Rồi được. Em không thích con trai xòe xòe sao không được, áo quần lửng, áo thun mang giúp lào sạch 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 chị. Dạ, đi hẹn hò hoặc là đi chơi với bạn nữ thì nên chỉnh chu xíu. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Với lại không thích con trai hút thuốc với lại ăn nhậu nhiều. Hút thuốc thì không mà ăn nhậu thì chắc có ít. Dạ em biết là đi làm thì mình phải nhậu nhẹt nào đó để mình tạo mối quan hệ thì, nhưng mà đừng có phải là ngày nào cũng nhậu hoặc là kiếm độ nhậu để nhậu với bạn bè sau đêm suốt sáng thì em không thích như vậy. Bạn trai cảm giác mình đạt được cái tiêu chí đó bao nhiêu phần trăm?
Dạ, ngoài cái anh nhậu ra thì được hết đó chị. Vậy cũng được. Được hết luôn hả? Được hết á. Hay quá. Anh nhậu thì giảm bớt thôi. Bây giờ không thích gì ở người phụ nữ nè. Nói từ qua tôi coi coi được không? Dạ, em không thích là người phụ nữ là hơi bất duyên á. Ngồi mà gác chân lên bàn để chân xoay qua xoay lại là... Coi như là ăn coi nồi ngồi coi hướng đó ha. Đó. Rồi phụ nữ mà nó nhiều. Nói nhiều. Cô chị không đó nó nhiều lắm đâu. Rồi, còn gì nữa? Cũng sơ sơ thôi. Sơ sơ vậy thôi ha. Để qua chuẩn mình là chuẩn luôn. Dạ, chào anh. Dạ. Chào cô gái xinh đẹp nè. Chuẩn không? Anh dạ. Đây thì cũng trai đấy á. Đẹp trai chứ chuẩn của anh hay chuẩn của em anh đâu biết được. Chuẩn của anh. Không mà em nghĩ là nếu mà từ góc độ nhìn của anh thì chắc là đẹp trai thôi. Cũng ta được. Tin tưởng anh Nguyễn Linh đó mà. Dạ. Ta nói rằng phụ nữ Bình Định là dữ dội này kia. Anh có cái bài thơ mà con gái Bình Định cầm roi roi đi quyền là nói là con gái biết múa võ, năng động khỏe khoắn thôi. Chứ em là người cực kỳ ghét bạo lực anh. Ai mà làm em bực hoặc là làm phiền em nhiều quá thì em chửi thôi. Không có đánh đâu anh. Thôi vậy đi ha. Dạ, được không? Nhà gái được không? Được, nhà gái được, dễ thương. Rồi. Nhưng mà để tôi qua tôi coi chứ nhiều khi vậy mà lên đây mà bận đồ xề xòa là coi như mất điểm là hên xui đi. Sao? Anh chào chị. Ồ, được, lịch sự. Có tật xấu gì không? Tật xấu em à? Thì lúc mà em đi làm về mệt á, em ngủ em hay bị nghiến răng. Sao em biết? Có bạn em ngủ chung mới nhắc lại. Nhiều hôm mà em nằm ngủ sáng mai nằm dưới đất là hiểu á. Ủa là sao? Nó đạp xuống á chị. À vậy hả? Rồi em hay lo xa lắm. Lo xa là lo gì? Thí dụ như đang ngồi mà thấy bạn gái nhắn tin nữa là em nghĩ ngay nhắn tin với thằng nào đó rồi đó. Cái đó không phải gọi là lo xa. Cái đó là người hay nghi ngờ ghen tuông. Lo xa hoặc, tưởng đâu là bây giờ mà lo cho tương lai của năm sau, năm hoặc sau. Hoặc là nếu mà tổ chức tiệc tùng cho nó mà chưa ăn em sợ thiếu rồi. Ờ thì cái đó lo xa cũng đúng. Hay ghen lắm hả? Ngày trước tôi bây giờ thay đổi hết rồi. Ví dụ bạn gái đi làm, bạn gái cũng trẻ đẹp. Rồi bạn gái thích nhảy, thích khiêu vũ. Ví dụ như nó ôm anh nào khiêu vũ một bản nhạc gì đó thì em... Không tùy tình huống. Cũng ghen dữ lắm là chứ đã hết đâu mà hết. Hôm nay bạn đi với ai? Dạ em đi với anh của em và một số bạn đồng nghiệp. Anh ruột hay là anh họ? À, anh họ. Anh họ. Rồi, xem ý kiến anh họ thế nào. Xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Về Phong thì hồi nãy Phong rung quá nên không nói được cái điểm rất mạnh của Phong, đó là Phong nấu ăn rất là giỏi. Dạ. Thứ hai nữa là Phong có một tâm hồn rất là nghệ sĩ. Còn về bạn nữ bên này thì bạn nữ rất là dễ thương. Thì rất mong hai bạn là cho nhau cơ hội để mà mình tiến tới nó xa hơn. Rồi, cảm ơn bạn. Mình có đi vai không em? Dạ, hôm nay em đến với bạn tên là Nguyên, là vừa là cháu họ, vừa là bạn cùng trọ của em luôn. Dạ, em xin chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh. Thì về dì Nhã là người rất là biết quan tâm và nấu ăn cũng rất là giỏi. Như lúc thì cũng hơi kỹ một tí. Còn về anh Phong thấy là về ngoại hình thì chắc là đạt cũng 80-90%. Có đeo đồng hồ và mang giày, không ai giúp lao. Ủa có đeo đồng hồ, có mang giày, ủa đeo đồng hồ là dạ. Tiêu chuẩn luôn á hả? Dạ không, dạ. Thích con trai mang đồng hồ, nhìn nó kiểu rất là có phong cách đó chị. Ồ, dạ. Cảm ơn hai bạn. Thôi, kéo màn lên nha, để hai bên gặp nhau cái tính gì tính. Dạ. Anh có bó hoa anh tặng em mà. Dạ rồi, cảm ơn anh. Dạ. Lãng mạn nha. Sau khi gặp anh em có cảm nhận gì không? Dạ, nhìn anh rất là vui vẻ, hài hước. Dạ, em hỏi là ngoài thời gian mình đi làm á, thằng rảnh rỗi anh có sở thích gì không ạ? Sở thích rảnh rỗi thì thường là đi làm về mình tự ra chợ mua đồ nấu ăn cơm. Anh có thích một môn thể thao nào hay là thích xem thể thao gì không ạ? Không, anh thích đá bóng lắm. Anh giữ bóng tốt lắm. Giữ bóng mà không ai cầm luôn á. Thủ môn hả anh? Hay là... Giữ bóng. Ủa lên sân giữ bóng sao đá anh? Ờ đó. Thì ngồi ngoài giữ bóng ngoài đâu vô sân. Ủa như vậy anh có thích xem đá banh không ạ? Hầu như là tối thứ bảy nhật nào anh cũng có thời gian đi coi đá banh. Thích câu lạc bộ nào ạ? Anh thích Real Madrid. Em thích MU anh. Anh cũng thích MU. Sao hôm nay anh mới nói anh thích Real anh mà. Xạo. Không, nhưng mà hai đội luôn. Cho hỏi là anh có ghét mấy bạn nhảy Hàn Quốc K-pop rồi gì không anh? Anh quẩy thì được chứ nhảy thì thôi. Hả? Bây giờ mở nhạc lên hai bạn quẩy đi. Quẩy đi. Anh muốn nhạc gì? Có nhạc sung là anh quẩy à? Rồi. Đó. Đang mùng 3 Tết có cái bài gì sung không? Đúng rồi. Quẩy luôn. Sung lên đi. Biết đâu tôi hai tôi buồn hai tôi quẩy chung hai bạn luôn á. Đó. Quẩy. Lớn nhạc lên. Lớn lên. Lớn lên. Lớn lên. Quẩy luôn. Đúng rồi. Búng luôn, búng. Oh yeah!
tạm ổn. Dạ. Anh có thích đi du lịch, đi phượt về không ạ? À? Anh thích đi du lịch nhưng mà cũng đi phượt thì cũng không có mạnh dạn lắm. Tại vì anh sợ tốc độ lắm. Đi xe 50 km/h à? Ủa, anh đi toàn dưới 50 cây thôi anh. Tại vì xe anh đi là cũng tốc độ tối đa 50 à. Thôi giờ mình tính chuyện đám cưới hẹn hò gì đi. Khi về thì chuyện tiền bạc sao anh? Không phải ta nhảy là ta quên vụ đó đâu. Anh không muốn kiếm vợ để vợ giữ nữa. Tại vì anh làm mọi tiền tiêu hết. Tiêu hết, em cũng hơi tiêu nhiều đó anh, có sao không ạ? Không phải là cái nghĩa là tiền em kiếm về á để nhận được bao nhiêu hết nó đi hết bỏ ngân hàng em. Dạ. Em có một cái yêu cầu gì đặc biệt đó anh không? Thì em cũng nói thiệt là em từ trước giờ chưa quen ai hết. Thì đến chương trình hôm nay là em cũng xác định là nếu mà tiến xa được thì sẽ đi đến hôn nhân luôn. Anh mang tặng em là bó hướng dương, cũng dạ. Ý nghĩa riêng của nó tượng trưng cho sự chung thủy của tình yêu. Trước kia anh quen bạn gái thường thường là cứ quen xong là người ta đi lấy chồng hết à? Thì anh cũng hy vọng rằng khi nếu mà có người quen em thì em cũng sẽ đi lấy chồng. Nhưng mà không phải vợ người ta mà là vợ của anh. Chúng ta có 3 tiếng đếm đi, quyết định. Hôn nhân là một chuyện rất là hệ trọng. 1 2 3 Hết thời gian. Nắm tay nhau đi cái đã rồi nói chuyện nè. Bạn gái rất là thật tình. Bạn gái thì mới đếm tới 2 thì đã bấm nút rồi. Nhưng bạn trai thì có vẻ hơi chậm chậm. Lý do tại sao vậy? Bấm 3 bấm luôn mà nó chờ lỡ gì. Làm hồi hộp quá bạn ơi. Làm cái hồi hộp. Thôi thằng vàng đi. Mình hung cái đi cho nó hết hồi hộp cái đã. Nhanh đi chứ lỡ nhịp nữa em, là. Em thì muốn rồi nên mình thích bạn không? Không nhẹ cũng được. Không nhẹ cũng được. Biết hung nặng là hung sao nữa. Cái đó nhẹ hay. Thì em chuẩn bị nhưng mẹ chuẩn bị tinh thần. Còn vật chất? Vật chất thì trước khi em đi Nhật về em đã để dành tiền cưới vợ rồi. Có không? Có chứ. Đủ tiền cưới vợ. Bạn nhiều nói luôn đi. Thôi không có nói được cơ. Đứng ở thực hầu đám cưới cho. Nói đi cơ. Thôi không nói cơ. Thôi khỏi nói đi anh ơi. Dạ, chào chị Cát Tường ạ. À. Em chào anh Quyền Linh ạ. À. Chào quý vị khán giả. Em tên là Huỳnh Thị Ngọc Ánh, em 27 tuổi. À, công việc của em là kế toán. Em đến từ Huyên ạ. À. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Dạ, chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Anh Thắng, quê Bến Tre. Hiện tại công việc của mình là dạy giáo viên tiếng Nhật và có học thêm nấu ăn. Em đi học tiếng Nhật lúc nào mà giờ dạy tiếng Nhật? Em đi xuất khẩu đồng về 3 năm và hiện đang dạy tiếng Nhật. Wow. À, vậy à. Dạ. Chúc mừng năm mới khán giả truyền hình cũng như là chúc sức khỏe của Quỳnh Cát Tường bằng tiếng Nhật đi. Dạ. Minasan, kyo nen, akashimate, omedetou gozaimasu. Minasan, koshi wa, genki na, shigoto to, ganbarimasu. Là gì? Dịch luôn đi. Năm nay chúc mọi người năm mới vui vẻ. À. Thật nhiều sức khỏe, công việc hưởng lạc. À. Arigato, arigato. 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 Cảm ơn. Tôi ở bên Nhật 3 năm. Dạ. Về đây cũng khá lâu rồi. Không dạ. Có lẽ không có tìm được một cô gái nào cho hợp với mình hả? Dạ có chứ, lúc trước có quen về nhưng mà chia tay rồi. Sao chia tay? Quen được người khác, bỏ em cơ. Bỏ em? Dạ. Mấy lần bị bỏ rồi? 2 lần. Tội nghiệp dữ không? Thế thì mình giới thiệu đi. Dạ, em thì gặp trai là không có thích gì kỳ vậy. Không ai nói được. Tại là kết quả của mấy mối tình không thành đó chị. Ồ, đạp vỏ dừa, thấy vỏ dừa là sợ nữa. Bây giờ là thích lại rồi. Giờ thích lại rồi. Dạ. Mình có đặt ra cái mẫu người bạn trai mình muốn tìm khi đến với chương trình là như thế nào? À, đừng quá đẹp trai. Trời. Sợ trai đẹp lắm. Ủa, sao ngược với tôi dữ vậy trời. Người thon thôi, đừng có mập quá. Thon thon. Lần đầu tiên nghe thích bạn trai người thon thon thôi. Bữa nay đến với chương trình là bạn gái có món quà tặng cho bạn trai rất đặc biệt, mình tặng luôn bây giờ cho em. Dạ. Bạn trai lắng nghe nha. Người con trai mà em nhớ mong có một nụ cười dễ thương. Lần đầu tiên gặp nhau anh đã cho em vấn vương. Một cô gái chỉ biết hát ca như em biết cách nào để nói ra
đành phải dùng một lời thương mến từ lâu đã rất thân quen. Người yêu ơi, yêu mình em được không? Từ giờ và sau này xưa lành hơi đêm mùa đông, là ngày ta xuân vầy quá lắm, con tim hao gầy lắm trong tình yêu đông đầy. Hay để em chứng minh cho anh thấy. Người yêu ơi, yêu thì có gì sai đâu, có sai đâu. Không là anh thì là ai? Hãy để anh đưa về là tình yêu mãi mê, mặc kệ người ta cười chê. Bởi vì tình yêu là thế, làm người yêu em nhé baby, rồi làm chồng em nhé baby. Dạ, bạn nữ hay. Bạn nam có đặt ra tiêu chí tìm một người bạn gái như thế nào không nè? Bạn cầu giống vậy không? Không chăm hình nè, không hút thuốc nè. Đi nước ngoài mà sao không có thoáng chứ? Người ta hút cái thuốc chút xíu cho nó sang sang, hay là ta xăm mình ở đâu đó? Lỡ như hung hồi sao? Sao? Lỡ như hung hồi sao? Cũng được, cũng có lý. Mắt mũi miệng chiều cao cân nặng gì không? Đừng có ú quá được rồi. Ú sao không ghét ú hả? Dạ không, tại xưa em có nóng lạnh á. Bên tầm mưa mưa mà nắng sợ về nắng chạy mở tội nghiệp. Trời ơi. Thì đó coi. Xa dễ sợ luôn. Giờ tôi qua tôi hỏi nè. Ở Bến Tre là nhậu dữ lắm phải không? Em nhậu ít lắm. Là cỡ mấy lít? Lúc trước 4 thằng lít, bây giờ 2 thằng lít. Chúng em phải chơi nha. Cũng được. Đã chuẩn bị gì chưa? Dạ rồi. Đồ đám cưới có luôn rồi hả? Dạ. Bạn trai là nhậu dữ lắm á, em có chịu nhậu không? Hơi sợ. Sợ lắm hả? Hai bà trai làm nghỉ rồi. Vậy đó hả? Nhiều. Không, tướng này dễ thương, không đến mức gọi là bạo lực gia đình đâu. À. Rất là dễ thương. Chàng trai bên đây dân miền Tây mà rất là gọi là phóng khoáng đó, nhiệt tình ha. Dạ. Mặc gì cũng đẹp trai, thấy cũng xứng đôi đấy. Ha. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Dạ, có hai đồng nghiệp của em. Đồng nghiệp Karushito. Gì? Ê, gì quên rồi. Ashinomoto. Ashinomoto. Gì? Em nói chơi. Rồi, rồi, chào các bạn. Xin chào quý vị khán giả và anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Thắng à, theo mình quan sát nãy giờ thì bạn nữ này là yêu cầu hắn thì là khoảng 8-9% là ok. Sợ là về là sẽ ăn hiếp Thắng. Vì Thắng rất là hiền, dễ tính, chắc là nuông chiều bạn gái à. Ờ, bên đây người ta hiền khô à. Em cũng hiền. Rồi. Bạn gái mình có đi với ai không? Em đi với cậu, với bạn. Cậu với bạn, đâu là cậu? Có cậu rồi, khỏe rồi. Cậu ruột hả em? Dạ. Dạ, chào hai cậu. Bạn và dạ, dẫn chương trình cũng như khán giả cho mặt trong căn phòng hôm nay. Theo cậu thấy bên này thì ok, cũng đẹp trai đó. Thì cái gì bé Ánh cho người ta một cơ hội đi. Rồi. Hắn mà nói gì với cậu? Chào cậu gì? Đi bạn dạ, trai. Cậu gì nói gì cảm ơn không vậy? Nói cậu hứa gì đó mai mốt rồi nếu mà con dạ, hứa gì đó mốt cháu cậu là đồng ý quen con thì mốt cậu đi đâu thì con sẽ nấu đồ ăn cho cậu ăn nha. Trời ơi. Cái hay đó, cậu ăn gì con nấu cậu ăn á. Bây giờ kéo màn lên cho hai trẻ gặp mặt rồi ha. Rồi bắt đầu. Tặng cho em. Dạ cảm ơn. Chuẩn bị tối hôm qua anh khắc cũng phòng tay lên tặng em để em. Cảm ơn anh đẹp. Nói đi, ý nghĩa tặng cái khắc cái đó là gì, nói luôn đi. Tại lãnh em khắc tặng luôn cho làm kỷ niệm. Đâu để anh được đâu anh. Khắc thôi hả? À, thôi ngồi đi đứng hoài. Nói tâm sự chuyện tình yêu đi. Thì em thấy anh cũng rất là dễ thương, thấy dễ gần. Còn anh, cảm nhận về em như là thấy em xinh gái, nói chuyện cũng vui vẻ. Kế hoạch mình tính tới hôn nhân thì sao? Bạn trai mình chủ động đi, bạn gái. Ừ, còn nếu mình có hẹn hò thì mình có thể khoảng bao lâu mình cưới nhau? Đó, thì khoảng chừng 6 tháng đến 1 năm. Nhanh quá, bạn trai chuẩn bị kịp không? Không, không sao đâu, chỉ có gì không kịp thì có cha mẹ ở nhà phụ thêm với cha mẹ ở nhà. Cũng hối thúc lắm rồi. Mình không có chuẩn bị hả? Thì em chuẩn bị, nhưng mẹ chuẩn bị tinh thần. Còn vật chất? Vật chất thì trước khi đi Nhật về em đã dành tiền cưới vợ rồi. Có không? Có chứ. Đủ tiền cưới vợ. Khoảng nhiều nói luôn đi. Thôi không có nói được cơ. Tôi đứng ở tôi thầu đám cưới cho. Nói đi cơ. Thôi không nói cơ. Thôi khỏi nói đi anh ơi. Ngại lắm không nói được đâu. Ủa rồi đám cưới là mình thuê nhà hàng nấu cho mình luôn cơ.
Không cần đâu, để em tự nấu được cơ. Chú rể vô nấu luôn. Vâng. Trời ơi, chú rể đảm đang quá. Em thích đi du lịch không em? Dạ em cực kỳ thích đi bằng xe máy á. Nếu mà sau này nếu có dịp thì vẫn mong có một người chở mình đi. Được, mình sẽ nếu mà bạn chịu thì mình sẽ làm tài xế cho bạn nha. Bạn nào? Em đây. Em cơ. Nếu mà em chịu hẹn hò thì anh sẽ làm tài xế cho em cơ. Quyết định gì đi cơ. Tiền bạc ai giữ cơ. Cái đó là của nữ giữ cơ. Anh có bao giờ tưởng tượng về một cái gia đình của mình? Nói chung là anh cũng giống gia đình của nhà anh thì khoảng chừng ba người học giỏi nha. Ba người là ba đứa con. Dữ vậy. Nếu mà một người thích quá còn hai người thấy không có anh chị hay nhiều, ba người vừa. Nhưng nuôi nổi không cơ? Thì bỏ bên ngoại người, bên nội người, còn một đứa thì anh với em giữ. Thôi mình tỏ tình với nhau đi. Đó giờ anh cũng về được hai người rồi, nhưng mà người ta bỏ anh rồi. Bây giờ anh lớn suy nghĩ là nếu bây giờ muốn quen thì quen thì quen chín chắn quen, chứ không quen dụ giống như trẻ con rồi. Quen vài ba tháng, vài ba bữa rồi chia tay rồi. Anh không thích, cái đó là tâm nguyện của anh. Em cũng không có muốn tìm hiểu thêm về nhiều người nữa. Một người trong đời nữa thôi là đủ rồi. Cảm ơn. Mời các bạn đặt tay vào nút bấm. Suy nghĩ cho kỹ. Một. Việc rất hệ trọng nha. Hai. Ba. Hết thời gian. Cặp mà xứng ghê nha. Xứng ghê cơ. Phải hôn cơ. Quy định chương trình rồi bạn. Không bấm nút là không có hôn, mà bấm nút là hôn. Chưa, cúi đầu xin cậu nữa chưa. Thì nói anh yêu em bằng tiếng Nhật đi. Ai sẽ tê rồi. Rồi, chúc mừng các bạn.